Xin chào anh chị các bạn, quay lại với kênh Thanh Điền, kênh học thiết kế website bằng kem Lasom và một số cái thủ thuật về thiết kế website và IT. Nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn. Mình sẽ làm một cái drone tool dạng full page. Cái này ứng dụng cho các bạn làm dạng landing page rất là hay nha. Đây là demo nha, demo nhưng mình lăn trục cái là nó đi nguyên cái session luôn, nguyên cái nội dung trong một cái màn hình. Rồi màn hình này mình thể hiện nội dung gì thì khách coi xong, khách lăn một cái rồi qua bước tiếp theo thì nó sẽ đi qua cái màn tiếp theo, lăn ngược lên thì nó đi lên cái màn hình trên, cái tiếp phía trên màn hình phía trên, nó lăn đó. Làm sao được cái này, nó lăn từ bay dành cho các bạn làm landing bay mà dẫn khách hàng vô một cái trang bán hàng á, mình lăn từng cái như vậy nè, nên cái này không phải cái là một cái đó. Kéo lăn một cái nghĩa là khách hàng đã đọc xong phần đó, lăn xuống cái thì nó sẽ qua cái nội dung tiếp theo chứ không có đó. Rồi bây giờ bắt đầu mình tiến hành làm. Để làm được cái này thì đòi mình phải cần có cái gì đây, nhất là cái này mình đao về nè, mình đao một cái KCS về, KCS thì mình đào về đây, nguyên bộ này nè. Nguyên bộ này là mình sẽ nén từ cái full page CS master đây. Thì trang này mình đào ở trên cái phần này, phần cqueryz.net. Đây mình kiếm trên này, hay có cái đó mình đào ở trên này, hay sợ drone tu á, cái mình thấy hay cái mình đem về mình xài drone, mình sợ drone ha. Trên này mình lót bắt đầu đây. Kiếm xem như thế nào thì các bạn tự tìm ha. Chút xíu tôi share cái mà mình đang demo đây, còn những cái khác hay hơn thì mình cũng lên đây mình kiếm nha. Sau khi kiếm download về thì có rất là nhiều file ở đây, vậy nén ra có rất là nhiều file ở đây. Đó. File ở đây. Rồi, đối với cái bài này thì tôi tắt ra cho bạn một số file cần thiết. Đây có rất là nhiều file, có một số file cần thiết với mình thôi, còn một số file không cần thiết loại trừ ra, nhiều file lắm. Thì file sau khi mình tách ra thì nằm đây, các demo đây, cái cận ở đây, ở cái demo của nó đây nè, mở lên đó, vậy đó. Rồi bây giờ làm sao mình đưa vô cho website của mình nó chạy, cần phải có cái này ha. Cái này chút xíu share lên cho các bạn luôn, nguyên mục này chút xíu share lên cho các bạn để mình có cái mà mình thực hành. Và cái điều kiện thứ hai mình cần là mình có cái cài một cái gọi là cái login. Cái thứ hai mình cài login là symbol customize CGCS và GF, cái này vô ha. Rồi bắt đầu mình làm, mình có đầy đủ rồi đó, mình bắt đầu tiến hành mình làm ha. Mình sẽ làm demo trên trang này luôn, trang cái web của tôi luôn ha. Và đầu tiên mình sẽ cài login nó vô trước ha. Login nè. Login này nãy tôi nói là cái login này. Mình cài login vô, copy cái tên này thôi. Cái tên này xong cái mình vô trong đó, mình vô đây mình tìm kiếm nè ha, cài mới nè. Cài mới xong mình tìm cái đó. Rồi cài vô ống cài đặt ha. Cài đặt xong rồi kích hoạt. Rồi kết quả xong rồi mình sẽ thấy thì một cái là custom CSS đây ha. Đó, bấm vô đó. Rồi mình add nè, mình add code này, đây mình có add code là CSS code ha. Rồi sau đó mình vô cái thư mục là cái file mà cần thiết để mà lên CSS đó, những cái tôi share ở đây. Rồi mình sẽ sau khi mình download cái file của tôi đưa share ra thì mình sẽ có những cái thư mục đây.
đó mình sẽ vô cái phần edit này nè, mình sẽ có một cái full page.js ha. Mình edit với Word hoặc nó bắt tổng cộng là số cái trình độ nghiệp khác đây. Đó. Copy ở đây là viết cho mình đây. Copy hết này luôn, copy hết toàn bộ ha. Rồi sau đó quay vô đây. Mình dán dưới đây. Đó, rồi sau đó mình đặt cái tên đi. Cái này mình nói là full. Rồi, được cái này. Rồi tiếp theo. Tiếp theo á, mình sẽ vô con platform append ha. Tới đây. Đó, rồi mình sẽ quay cái file này xong rồi đúng không? Tiếp theo cái file thứ hai. File thứ hai chính là nằm trong cái thư mục là example. Example đây có cái file background.html cũng vậy, cũng mình edit cái nó bắt tổng cộng và một số cái trình duyệt khác. Một số cái trình editor khác như Word hay là Word gì đó nha. Rồi ở đây mình sẽ có cái zip nè, zip nè, zip này nó nó mình copy nó, những cái nào trong có thể zip này copy rồi đây. Cái zip này mình đem vô quay vô đây, mình quay vô cái chỗ là global setting nè, quay vô cái chỗ là body shop rồi ha, ở đây là body nào, ở đây body shop nè, body button, body shop, bỏ anh dán vào đây, the footer, body shop, body button phía dưới, tại vì cái này cái zip ở đây nằm phía dưới đây nè, phía dưới cái này là button nè, dán này vô sale lại. Nhớ nha, hai bước này phải đầy đủ, hai bước này thiếu là không được. Ở đây hai bước này phải đầy đủ, rồi sau đó mình mới tiến hành thiết kế trang. Đó, trang mình tạo một trang đi ha. Trang là demo full quay chẳng hạn. Trang này sau mình giao diện thì mình chọn là demo ha, mình sẽ chọn từ giao diện tùy thích nha. Đây tôi demo tôi chọn no header, no footer đi ha. Đây có. Đây. Rồi sau đó tôi ăn. Đó, ăn xong rồi tôi edit unit header để tôi thiết kế cái trang này. Đó, đầu tiên tôi add một cái element. Đầu tiên add một cái row. Cái row này là một cột ha. Một cột. Rồi sau đó row này là con lab và full. Nhớ nha, chọn full nha, chỗ này là full. Đó, ok. Rồi sau đó đây tôi mới bỏ từng cái session nội dung trong vô trong đây. Add to column, add một cái session. Session nha. Add một cái session select media tôi bỏ hình vô ha. Thì tôi sẽ bỏ cái hình nào mình background nào đó mình thích. Đây tôi lấy cái demo luôn tôi làm luôn ha. Rồi, tôi vô đây. Tôi lấy cái background này, sample đây có cái image nè, background tôi lấy background nhất ngay background 1 đây đi. Đây. Rồi. Đó. Size tôi để origin vô đi. Ở đây tôi có một cái gọi là min 2 nè. Min 2 tôi để 700, tôi demo tôi có để 700. 600 đi, từ thêm hình lên 600 đi ha. Rồi, đứt cái này lên. Cái nữa đổi hình cho anh Media, đổi hình khác. Hình thứ hai. Cây này là hình thứ 3 Chan Media. Hình thứ 3. Rồi tôi làm 3 hình nữa ha, 3 hình đủ nhìn thấy rồi ha. 3 hình demo và đủ nhìn thấy rồi.
Ít thì làm 4 cái, 4 cái cũng được, đúp cái lên này. Trên media, đặt tập tin lên. Rồi, 4 cái đi. Đó. Rồi, gái đúng không? Đồng ý update. Update xong rồi mình quay vô một bay đây, để mình mới tạo cái bay nên mình coi coi. Bay này cũng phải trong này. Trời. Quay vô lại cái này để đây đã, mình thiết kế mình làm thêm một cái đi. Cái nữa mình vô trang này, cái kia để đó họ mình quay vô mình thiết kế khỏi mở đi cho tôi. À, tôi làm demo con bay là review cho dễ, review lên nè. Review lên là mình thấy mình kéo nè, mình kéo nó đang giữa, mình kéo phần nó đi ngang ở giữa cái ranh giới giữa các session mình thấy vẫn khó. Nghĩa là chưa áp dụng cái ZS của mình. Bây giờ muốn cái ZS mình chạy được á thì cái quan trọng chỗ này nè, ngay chỗ cái rau nè. Chỗ rau ở dưới đây nó có một cái lab này. Mình thấy cái lab thì vô nãy ở đây là full bay đúng không? Đây full bay thì đây mình để full bay ở đây. Khi mà full bay á thì cái thằng này nó mới chạy nha. Đây, xem lại. Đó, giờ nó chạy nè, full bay nó chạy hết chưa? Ở giữa bắt rau này mình muốn thiết kế gì mình thiết kế. Ở giữa bắt rau này mình muốn thiết kế cái gì đó mình thiết kế ở đây. Nội dung vô đây. Nó chạy nhé, thấy chưa? Ở giữa đây là thiết kế ở giữa đây như thế nào. Nếu mà bạn mới coi video này đầu tiên thì bạn vô kênh của tôi để mà bạn tìm kiếm vô YouTube là bạn search là Nguyễn Thanh Điền Landing Bay nha. Landing Bay Lassom Landing Bay Lassom thì sẽ ra kênh của tôi Nguyễn Thanh Điền nè, hướng dẫn tạo Landing Bay bằng Lassom. Thì đây mình cho hướng dẫn thiết kế chi tiết một cái Landing Bay như thế nào, ứng dụng cái đó vô cộng cái này nữa mình sẽ làm một cái Landing Bay rất là tuyệt vời nha. Cái chỗ đây đây này, nguyên bộ luôn, từ bài 1 tới bài nguyên cái Landing Bay luôn nha. Đó rồi, kết hợp với cái này để mình làm, đó là mình xong cái demo xong cái phần này nha. Đó. Rồi cái logic cho nó là như thế ha. Dựa vào cái nó chạy được là dựa vào cái hai cái ha, nó nói cho các bạn nghe rồi ha. Cái này nè, clip này nó sẽ gọi đúng cái chấm như là cái lát. Cái lát trong CSS của cái thằng này, cái lát này. Những cái con bên trong nó sẽ lát này. Cái này. Clip luôn. Đó, bên trong này muốn chạy á, muốn chạy được phải đặt từng session từng cái màn hình là từng cái session, màn hình thứ nhất, màn hình thứ hai, màn hình thứ ba, màn hình thứ tư, bốn màn hình, bốn cái session. Ở bên trong đây mình thiết kế gì thiết kế ngàn luôn phải đặt session nó mới chạy nha, mà đặt cái khác nó không chạy nha. Nghĩa là rao session y như cái này. Ở bên trong đây mình làm như mình làm ha, y vậy nó mới chạy. Còn dù bên trong đây mình không đặt session, mình đặt rao nữa là nó không chạy. Nó hiện hoặc đặt banner cũng chạy, bỏ một session là vô trong này banner. Đó là hết rồi ha. Lưu ý gì thế nha. Rồi kết thúc cái video ở đây luôn. Các bạn xem video này, các bạn thấy hay và bạn chia đăng ký kênh của mình, like, chia sẻ cái bài này cho các bạn khác cùng tham khảo, học theo. Rồi xin chào, hẹn gặp lại.